Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng của Tuyền Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Arsenal thanh lý hàng loạt. Huấn luyện viên Mikel Arteta đang nỗ lực xây dựng một đội hình có thể cạnh tranh trước vô địch Premier League trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong đội hình của Arsenal vẫn có những cầu thủ đóng góp ít. Theo Mirror, có tới 7 cầu thủ của Arsenal nằm trong diện có thể bị thanh lý vào mùa hè tới. Trong đó có thủ môn Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe, Kieran Tierney, Nuno Tavares, Albert Samilokonga và Rhys Nelson đều được xác định là không đủ năng lực để tiếp tục thi đấu cho Arsenal. Serin Suarez, Mohamed Enneny và Arthur Okonkwo được kỳ vọng sẽ rời đi khi hợp đồng hết hạn vào ngày 1 tháng 6 tới. Arsenal sẵn sàng ủng hộ huấn luyện viên Mikel Arteta vào mùa hè tới. Năm ngoái, Arsenal đã chi đậm để có được Julian Timber, Declan Rice và Kai Havertz. Nhưng bản hợp đồng này đã cải thiện chất lượng của Arsenal một cách đáng kể. Arsenal đã chiêu mộ những ngôi sao trong mùa giải gần đây, nhưng vẫn chưa thể xoán ngôi Man City ở Premier League. Nếu tiếp tục không thành công ở mùa giải năm nay, đội bóng thành London chắc chắn sẽ tiếp tục chi tiêu với tham vọng giành một danh hiệu lớn vào mùa giải tiếp theo. Hiện tại, Arsenal đang ở thế bất lợi so với Man City trong cuộc đua vô địch mùa này. Đoàn quân của Arteta đang có ít hơn Man City 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại. Những đối thủ ở phía trước của Man City là Tottenham và West Ham đều có phong độ kém nên cơ hội để Arsenal đăng quang vô địch là rất nhỏ. Chelsea sell off nhiều hào thủ. Chelsea đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng hè sôi động khi thị trường chuẩn bị mở cửa trở lại. The Blue đã chứng kiến 15 cầu thủ rời đi vào đầu mùa giải này, với những cái tên đáng chú ý như Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek. Với việc huấn luyện viên Mauricio Pochettino mong muốn cải tổ đội hình, thêm 4 cầu thủ khác thuộc vào đội 1 cũng có khả năng cao sẽ ra đi. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã đưa ra những chia sẻ trước thêm chuyển nhượng sắp tới và ý nghĩa của nó đối với hầu hết các đội bóng ở Premier League. Chelsea phải thận trọng tính toán chi tiêu dòng của mình và các quy định của FFP, luật công bằng tài chính, có thể buộc họ phải bán cầu thủ. Rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đi của các cầu thủ Chelsea vào mùa hè này, đặc biệt là những người đang được cho mượn, Romano nói với Give Me Sport. Như đã đưa tin trước đó, kế hoạch là bán Amado Broza sau khi anh trở lại từ bản hợp đồng cho mượn tại Fulham, và Hakim Ziyech có thể coi như đã chơi trận đấu cuối cùng cho Chelsea. Tôi cũng dự đoán Romelu Lukaku, Ian Madsen sẽ rời Chelsea. Nhưng đối với những người khác, chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Lukaku không thành công tại Chelsea kể từ khi trở lại câu lạc bộ vào năm 2021 và hiện đã trải qua các lần cho mượn tại Inter Milan và AS Roma. Ở tuổi 30, tiền đạo người Bỉ thừa nhận anh phải thông minh về những bước đi tiếp theo khi rời Stamford Bridge. Tôi không muốn có bất kỳ tranh cãi nào với họ ở Anh, Lukaku nói với Sky Sports gần đây. Tôi phải thông minh, bạn biết tôi muốn nói gì mà. Lukaku đã có thêm một giai đoạn thi đấu ấn tượng khi được cho mượn, ghi 20 bàn thắng trên mọi đấu trường tính đến thời điểm này của mùa giải. Hiện cả Roma và những câu lạc bộ Saudi Arabia đều muốn sở hữu Lukaku. Tổng thống Pháp xác nhận Mbappé đến Real. Vào tối thứ sáu vừa qua, Kylian Mbappé xác nhận sẽ rời PSG vào cuối mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi quyết không ký hợp đồng mới. Hiện vẫn chưa rõ Mbappé sẽ gia nhập đội bóng nào. Tuy nhiên, bên đối tiếp theo của tiền đạo 25 tuổi nhiều khả năng là Real Madrid. Thậm chí theo truyền thông Pháp và Tây Ban Nha, Los Blancos đã đạt thỏa thuận cá nhân với Mbappé. Điều này gần như đã được xác nhận bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Cụ thể, trong một video mà chính trị gia này đăng trên X, ông đã yêu cầu Real cho phép Mbappé thi đấu ở Olympic Paris 2024. Tôi đang trông đợi vào việc Real Madrid sẽ cho phép Mbappé tham dự Olympic để cô ấy có thể thi đấu cùng Pháp, Tổng thống Macron nói. Về phần mình, Mbappé cũng rất muốn thi đấu ở Olympic 2024 khi từng nói: tôi luôn có ngọn lửa Olympic trong người, cùng với FIFA World Cup. Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Sau 100 năm, cuối cùng chúng tôi cũng được tổ chức Olympic trên quê hương của mình. Đây là sự kiện rất ý nghĩa đối với tôi. Được tham dự Olympic như là một giấc mơ vậy. Kylian Mbappé sẽ thi đấu cho đội tuyển Pháp tại Euro 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Đáng chú ý, môn bóng đá nam Olympic sẽ khởi tranh từ ngày 24 tháng 7, chỉ 13 ngày sau trận chung kết Euro. Trong khi đó, mùa giải mới sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 8. Nếu tham gia Olympic, thì Mbappé nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải của Real Madrid. Bruno sẵn sàng rời MU. Theo Football Insider, Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United vào mùa hè 2024 nếu nằm trong danh sách cầu thủ cần bán của câu lạc bộ. Bruno Fernandes là một cầu thủ xuất sắc của Man United nhiều năm qua. Mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu khá tốt với 15 bàn thắng và 11 đường kiến tạo trong mọi đấu trường, dù cờ đỏ có những màn trình diễn đáng thất vọng. Tuy nhiên, đã xuất hiện những nguồn tin cho biết Fernandes cũng không được đảm bảo tương lai lâu dài tại Old Trafford theo kế hoạch đại cải tổ của Sir Jim cùng các cộng sự. Và theo Football Insider, cựu thủ quân của Sporting Lisbon không hài lòng với mùa giải đã trôi qua. Cầu thủ 29 tuổi sẵn sàng rời Man United nếu câu lạc bộ muốn kiếm tiền từ anh ấy. Nhìn lại,
Fernandes không chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Man United, mà còn là đội trưởng của đội bóng, là một trong những nhân vật chủ chốt trong phòng thay đồ. Mất anh sẽ là một tổn thất nặng nề với đội chủ sân Old Trafford. Và với tài năng của mình, Fernandes được không ít câu lạc bộ theo đuổi nếu ra đi. Tiền vệ này còn hợp đồng với Man United đến năm 2026. Transfermarkt định giá anh ở mức 70 triệu euro. Modric đáp lại lời kêu gọi ở lại. Trong ngày Real Madrid diễu hành ăn mừng chức vô địch La Liga lần thứ 36, người mộ đã không quên kêu gọi Luka Modric tiếp tục gắn bó với đội bóng sau mùa giải này. Chiều ngày 12 tháng 5, theo giờ địa phương Madrid, Tây Ban Nha, Real Madrid đã tổ chức lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch La Liga lần thứ 36 trong lịch sử đội bóng. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí sôi động, tràn ngập niềm hạnh phúc của các thành viên đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và người hâm mộ. Trong buổi lễ trọng đại này, người mộ Real Madrid đã không quên kêu gọi tiền vệ lão tướng Luka Modric ở lại đội bóng. Khi Modric và các đồng đội bước ra ban công Real Casa de Correos, hàng ngàn cổ động viên đồng thanh hô vang: "Modric ở lại, Modric ở lại." Trước đó, Luka Modric đã tuyên bố rời Real Madrid sau khi mùa giải này khép lại, qua đó kết thúc mối duyên tình bền chặt kéo dài 12 năm từ năm 2012. Trong quãng thời gian này, tiền vệ người Croatia cùng Los Blancos giành 4 chức vô địch La Liga, 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 5 Champions League và hiện tại đang đứng trước cơ hội đoạt chức vô địch C1 lần thứ 6 khi đã vào tới chung kết. Ngoài ra, tiền vệ 38 tuổi này còn đoạt nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân lớn nhỏ khác. Bên cạnh đó, người mộ Real Madrid cũng hô vang mong muốn Toni Kroos gắn bó lâu dài hơn với đội bóng, đồng thời kêu gọi cho quả bóng vàng 2024 cho tiền đạo trẻ tài năng Vinicius Junior. Bên phía Luka Modric, anh cũng đã đáp lại tình cảm của người hâm mộ rằng: "Cảm ơn các bạn đã ở bên chúng tôi ngày hôm nay và hy vọng gặp lại mọi người sau ngày 1 tháng 6 sau trận chung kết C1. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta hãy hòa vào khoảnh khắc này vì đây là một ngày kỳ diệu. Sẽ có thời gian để tôi suy nghĩ về tương lai. Tôi đã biết mọi người muốn gì, nhưng hãy tận hưởng ngày hôm nay, điều đó mới quan trọng." Chính những mong muốn của cổ động viên, trung vệ đội trưởng Nacho đã chuyển hướng quan tâm khi cầm micro và yêu cầu tất cả hãy tận hưởng niềm vui vô địch trước tiên. Anh nói: "Xin chúc mừng toàn thể mọi người, chúng ta phải tận hưởng khoảnh khắc này cùng với sự tiếp sức cho trận chung kết tuyệt vời sắp tới. Trước tiên hãy tận hưởng danh hiệu vô cùng quan trọng này, hãy để đây là một ngày tuyệt vời cho người hâm mộ Real Madrid. Hala Madrid!" Barca ra giá bán De Jong. Theo nguồn tin từ Fichajes, đội bóng xứ Catalan sẵn sàng chia tay ngôi sao người Lan trong mùa này. Áp lực vấn đề tài chính buộc Barcelona phải đưa ra quyết định thanh lý một số nhân sự cho đội hình của mình. Bên cạnh những ngôi sao đang nằm trong kế hoạch, truyền thông Tây Ban Nha còn đưa ra đồn đoán về việc đội bóng xứ Catalan sẵn sàng chia tay Frankie De Jong vào mùa hè này. Cầu thủ người Lan hưởng mức thù lao cao thứ hai câu lạc bộ, chỉ sau Robert Lewandowski, và Barca dự định sẽ chia tay cả hai nhằm giải phóng quỹ lương. Nguồn tin từ Fichajes, đội chủ sân Camp Nou chấp nhận bán De Jong để nhận về ít nhất 80 triệu euro. Họ hiểu sức hút mà cựu cầu thủ Ajax tạo ra đối với các đội bóng tại Premier League như Arsenal hay Manchester United. Hai câu lạc bộ kể trên từ lâu đã theo dõi De Jong và đang cân nhắc động thái dành cho anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu giải quyết vấn đề cân bằng tài chính, cả Arsenal lẫn Man United đều có thể xúc tiến thương vụ này. Tuy nhiên, pháo thủ đang nắm trong tay lợi thế lớn khi họ đã trách suất góp mặt ở UEFA Champions League. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.